ơi, có chuyện gì với mình? Mình ơi, người ta rơi thơ nói anh làm quốc sự. Hả? Đấy rồi. Đây, súng và truyền đơn đủ hết. Mày chối hả? Cái này là cái gì đây? Trời ơi. Rõ ràng rồi mà còn chối nữa hả mày? Dạ, dạ thưa thầy. Chối hả? Thôi. Dạ, ông Hội đồng ơi. Tại sao người ta bắt chồng tôi? Tại sao người ta đánh chồng tôi? Người ta nói chú hay là quốc sự. Không, không phải đâu. Không, quan cho tôi lắm. Tôi không biết quốc sự gì cả. Mình ơi, tại sao có những cái thứ này ở trong nhà mình đây? Bây giờ mày phải khai đồng bọn của mày là ai. Còn không khai hả? Hai đứa bay, đánh cho nó khai. Dạ không. Tôi là Hải Cát Công, đừng có đánh chồng tôi. Đừng có đánh chồng tôi. Thì hãy khai đi. Sao? Chồng thím làm chuyện gì? Thím biết thì hãy khai hết ra đi, để khỏi bị đánh đập. Sao? Thầy ơi, tôi biết phải khai làm sao đây cho chồng tôi khỏi bị khảo tra đánh đập, khỏi vì bị án oan gông cùm đài đọa chốn lao tù. Thầy buộc tôi khai những điều mà tôi không biết bao giờ. Năm tháng sống với xóm giềng thân thuộc, vợ chồng tôi vẫn trọn niềm chân thật thuần lương. Mong khi không dương ly tai ương, biết nói gì đây cứ ngước mặt kêu trời. Chồng của tôi yếu đuối lắm em ông ơi. Nếu bị khảo tra, chắc là anh không sống nổi. Tội nghiệp quá. Thấy hoàn cảnh của chú thím mà tôi muốn tức ruột. Ông chủ ơi, xin ông chủ thương mà ông chủ nói giùm vợ chồng tôi một tiếng đi ông chủ. Thương thì tôi thương lắm, nhưng chứng cớ rành rành như vậy tôi đâu dám can thiệp. Trời ơi, đứng trước cảnh tình khốn khó mà lời nói của những người chung quanh đây sâu mộng nghe như xa lạ lạnh lùng. Anh Thành ơi, chắc là có ai đó muốn cho đôi ta phải lìa vợ xa chồng. Em biết phải làm sao cho anh khỏi tội. Trời ơi, gì đâu mà xảy ra họa gửi tay bay. Bọn cướp ngày bài trò ném đá dấu tay, đã cướp mất đi cái hạnh phúc ấm êm của một gia đình, cướp mất của anh kỳ hiền lương liêm sĩ, nên mới bài điều giấu súng để du quan. Mình ơi, rồi đây con của mình sinh ra đời không thấy mặt cha sao mình? Mình ơi, lừa ơi, thôi em đừng than khóc nữa. Khi người ta đã cố tình ám hại số đẩy anh vào vực thẳm tối tăm, ngày tháng tới đây anh phải trả nợ oan khiến thân đài đọa cực hình nơi kham lạnh. Lửa ơi, dẫu nát thân anh cắn răng gánh chịu, chỉ thương cho em một mình dò gió cô độc lạnh lùng biết cay nhờ ai. Đưa con trong lòng chòi đạp khóc đòi cha, em hình dáng xanh xao chưa đầy thương nhớ. Lửa ơi, buổi biệt ly không hẹn ngày tái ngộ, em hãy yên tâm mà bao trọng thân mình. Thôi thôi, đừng có nói nhiều. Lôi nó ra xe. Không đâu. Đi. Đừng có chốt tôi. Đừng có bắt chồng tôi. Mình ơi.
Thím Hai, Thím Hai. Lớn rồi mặc quần mặc áo gì đâu mà không còn chỗ giá nữa. Nó ngồi chà lết quết xám gì mà rách thôi là rách. Khổ. Mấy năm trời mà không có may được cho thằng nhỏ một bộ đồ. Gì mà khổ quá vậy không biết. Dạ thưa bác. Ai đó? Chú kiếm nhà ai đó chú? Dạ thưa cháu đi buôn hàng bông. Ở trước nhà bác có trầu bán không bác? Có. Nhưng mà anh chết hết rồi. Tôi mới kéo vài chục nọc nữa đó. Nhưng mà anh chưa có lá. Dạ trầu này. Trầu này của bà hàng xóm. Vô đây ngồi chơi chút đi chú em. Trời nắng quá mà. Dạ trời nóng nực quá. Hồi trước á cháu thường lui tới ở miệt này. Rồi bị có một thời gian cháu buôn bán không có khá. Cháu phải ra tuốt ở ngoài miền Trung buôn bán yến. Đi tới miền Trung lận? Dạ. Lúc đầu cũng kiếm lời chút đỉnh. Sao yến nó lên giá cao quá, thành ra lỗ lã, phải mang lấy nợ nần. Thành ra cháu phải trở về xoay lại cái nghề cũ. Thiệt lâu quá. Mười mấy 20 năm rồi cháu mới trở về đây. Cháu thấy cái gì cũng đổi khác. Cháu nhớ hồi trước ở nhà bác ở dưới mé sông có trồng hàng mù u. Bây giờ bác đốn thành ra nó lạ quá à. Trời ơi, tôi có đốn đâu chú em. Nhà nước họ đốn để họ hàng cái khúc lộ lỡ mà tiêu cái hàng mù u của tôi đó chứ. Thôi, ngồi đi. Tôi vô tôi múc nước cho ông uống. Ngồi chơi nha. Nước nè chú em. Dạ cảm ơn bác. Uống đi. Nói vậy trước kia chú em cũng có đi buôn miệt này hả? Dạ. Lâu quá mà. Mười mấy năm rồi. Phần tôi cũng già nên không có nhớ. Té ra tôi vô tình quá. Uống nước đi chú em. Dạ. Cháu cũng thường hay lui tới miệt này. Cháu có người anh em bà con cô cậu ở xóm trên đó bác. Anh Hai Thành dạy học chữ Nho đó bác. Cháu nhớ vợ chồng ảnh có một khoảnh vườn trồng cũng được đâu 30-40 nọc trầu gì đó. Mà chỉ thì khéo chăm sóc. Cho nên năm nào mà trầu có giá đó, ảnh chỉ kiếm cũng được bộn đó chứ. Chú nói chú quen với thằng Thành là quen sao vậy? Có bà con gì không? Xa hay gần? Dạ bà con cô cậu. Mèn ơi, hèn gì giống quá không? Cô cậu mà.
Dạ, dạ cô cậu. Mỗi lần mà đi đâu đó, ai cũng tưởng cháu là anh Thành không hà. Hèn gì. Mà trời ơi, nói chú em nghe, tôi thương cái thằng Thành như là con ruột. Bởi vì cha nó với ông nhà tôi là bạn học cũ hồi xưa. Mà hai ông bà sanh ra chỉ có mình nó rồi mất sớm. Nó thường lui tới nhà tôi, nói cho chú em nghe, không có phải ruột thịt gì mà tôi thương nó còn hơn là ruột thịt của tôi nữa. Nhưng mà ở đời chú em ơi, hãy nhắc tới cái sự rủi ro của thằng Thành thì tôi càng đứt ruột. Bác nói rủi ro là rủi ro làm sao vậy bác? Thì có gì đâu, vợ chồng nó đang làm ăn sân sẵn vậy hả? Thì có về đâu, sớm mai một ngày kia linh trang tới bao giây, hiệp với hương quán làm sở tài lấy cớ là họ rơi thơ, nói nhà nó hội hợp anh em đêm nào cũng tụ tập rất đông, mà nói cái thằng Thành nó cầm đầu mới là nguy. Làm họ nghĩ nó làm quốc sự nên cho lục xét khắp trong ngoài, thật là quà phước năng lương, họ tóm nhầm cây súng lục với lại một mớ giấy tờ tiền đơn nên mới tông vàng nó vào khám liền. Mãi đến sau này mới rõ lại cùng bởi nó tan quang. Thưa bác, chẳng hay còn vợ con của ảnh lưu lạc cửa nhà ở đâu, không biết bây giờ còn khỏe mạnh, chào muôn đến chia buồn trong cái cơn hoạn nạn. Bởi xa xôi cháu không rõ được, hôm nay nhờ có bác đây, tình bà con lối xóm trao đi ngoảnh mặt khoanh tay, bác làm ơn chỉ chỗ để cháu đến thăm cho tận mặt, gọi là chúc tình anh em vì bấy lâu nay cách biệt xứ xa, nay nghe việc nhà ảnh rủi ro hà rằng đến muộn chớ còn hơn không. Nghe chú em nhắc đến bề con với vợ mà tôi càng tội nghiệp cho cái thằng Thành. Trước lũ người quỷ quyệt tranh ma, vợ của nó thôi thật tà hiền hậu. Lúc thằng Thành mới vừa bị bắt giam thì nó có tới tôi đâu một hai lần. Vậy à? Tôi nói bây giờ thôi bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện để kêu này, gặp sống thì mình phải chèo há để vậy mà làm ngơ hay sao. Rồi chị tính sao hả bác? Nó nói 1122 gì á thì cũng có chủ điện của nó lo. Chủ điện của nó là người danh vọng thế thần, trước sau thì chồng nó cũng vậy mà ra cơ sở giam thằng họ đâu được mấy mươi ngày. Chừng kêu án thằng họ bị đài thì nó ở nhà nó đi lấy người ta. Lấy người ta. Ghe bầu chờ lái đóng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?
cháu ngồi xuống đó đi. Bác ơi, bác nói là chị Hai Thành chỉ có chồng, mà chị lấy ai vậy bác? Trời ơi, thì còn ai vô đó nữa. Mưu mẹo của họ sắp sẵn mà, mượn cớ là đi lo thầy kiện, à dắt tới ông này ông nọ để lo, à đi xe đưa xe rước ngang. Ban đầu á thì rước ban ngày, riết rộn cái đi ban đêm, riết rộn cái lu bù cả tuần lễ mới về lần. Họ lo làm sao không biết, mà tới cái ngày đem cái thằng Thành ra xử cái là 20 năm khổ sai chung thân luôn. Thôi rồi đó cái nghiễm nhiên bây giờ sau này Thành bà hội đồng lấy chồng năm trước, năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè. Ủa, nói vậy chị Liệu ở với anh Thành không có đứa con nào sao bác? Có. Ôi, nhưng mà cũng như không mà cháu à. Là sao bác? Nhắc tới cái chuyện con cái của thằng Thành, tôi lại càng thêm đứt ruột. Cái thằng sao mà nó vô phước làm sao đâu. Bác nói vô phước là sao bác? Thì có gì đâu. Cái lúc mà cái thằng Thành với con Lụ ở với nhau thì nó có bầu ở đâu mấy tháng. Rồi mà khi cái thằng Thành nó bị bắt giam là vợ nó có chồng sao, chừng mấy tháng à nó sanh được một cái thằng con trai nữa. Nhưng mà chú em biết đó, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi. Vì vậy mà bác nghe nói lúc mà sanh ra đó là họ đã đài thằng nhỏ đi biệt tích rồi. Lưu thằng nhỏ đi biệt tích. Trời, trời. Coi kìa, coi kìa. Chú em sao vậy chú em? Chú em bị cảm nắng rồi. Chai dầu đó mất tiêu rồi. Ở đây nè. Trời ơi, tôi nói không được mà. Đi như vậy là sai nắng chết. Trời này nắng lắm, đi là trúng gió à. Có sao không? Bây giờ trong người chú em thấy sao? Dạ dạ, không sao đâu bác. Cảm ơn bác, cháu đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi hả? Dạ, cháu đỡ nhiều rồi bác. Bác ơi, bác nghe rõ là cái thằng nhỏ họ Lưu đi biệt tích rồi phải không bác? Lưu đi biệt tích rồi chú em à. Biệt tích? Bác Hương. Hả? Sao chú em biết tên tôi? Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Hai Thành đây nè bác. Hả? Hai Thành? Trời ơi, Thành. Bác ơi, 19 năm tội tù oan ức, hôm nay cháu về đây, trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Nhưng bác ơi, vợ của cháu đã về tay người khác, mà thằng con trai của Lưu đi biệt tích rồi. Cháu đành cam tuyệt vọng rồi bác. Thành ơi, 19 năm trời xa cách mà không nhìn được ra cháu. Thành ơi, thật bác đâu có về. Hôm nay cháu về được nơi đây, chuyện ước lòng bấy bye.
suốt mấy tháng trường trao cam chịu vất vả lên đơn. Khi về tới đây thì sự nghiệp đã điêu tàn, còn cửa nhà của cháu thì lại tan hoang, còn vợ của cháu trời ơi sao nó ngu dại lắm mà. Thành ơi, xa cách đã lâu nay bác vén lên tâm màn nhung đen ảm đạm, để cháu nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Vợ của cháu thì thôi kể như bước chân đã được an bài, thôi cũng đừng phiền trách nữa mà chi, hay liệm tắt đi lần hồi sẽ gầy dựng lại. Còn đứa nhỏ người ta định giết nó từ lúc ở trong nôi, nhưng nó còn sống bằng bữa cơm xôi của bà con nghèo giúp đỡ. Nay nó sẽ vui mừng bỡ ngỡ trong ngày phụ tử đoàn viên. Bác ơi, bác nói như vậy là thằng nhỏ nó còn sống hả bác? Mà hiện giờ nó ở đâu vậy bác? Nó ở đâu vậy bác? Nó ở đây nè. Hả? Nó ở trong nhà này? Nó ở trong nhà này hả bác? Thành ơi, bác nghe như có tiếng ngân hở đón mồi của chim non trên tổ. Bác thấy như có dòng máu đỏ đang ngâm vào châu thân theo năm tháng khô cằn. Kẻ gian quỷ quyệt tinh ma nó toan hại cháu suốt đời ngoài cuốn đạo, nhưng cũng không qua được lưới trời nhờ cô bà con kịp thời ngăn chặn. Bác nói kẻ gian, mà kẻ gian nào vậy bác? Còn ai đâu xa lạ, chính là cái thằng Hội Đồng Thắng. Nó toa rập với bọn chủ điền giàu có, nó hại cha rồi hại cả đến con. Trời ơi, Thành ơi, nó kiếm chuyện, nó âm mưu, nó bắt cháu rồi gạt vợ cháu. Thật là cái quân độc ác. Thành ơi, nó toan diệt thảo trừ căn. Cảm ơn bác. Bác ơi, không nhờ bác và bà con lối xóm thì làm sao nó còn sống sót đến giờ này. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. À, bác đặt nó tên là gì vậy bác? Tao đặt tên nó ngộ lắm. Tao đặt tên nó Võ Minh Lưng. Tao lấy họ và chữ lót của mày á. Dạ, cháu là Võ Minh Thành. Tao đặt nó Võ Minh Lưng. Võ Minh Lưng.